chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon. Bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, à, quý vị im nào mà thường xuyên đi máy bay á, nhất à. là máy bay nội địa đó, thì quý vị sẽ để ý rằng là càng ngày chúng ta càng tốn tiền cho cái chuyện mà cái 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 hành lý sách tay á nó nhiều hơn, ừ. nó khó khăn hơn và đây người ta nói rằng đây là một cái cách mà các hãng hàng không giá rẻ đó họ kiếm tiền ừ. chỉ riêng đối với lại American Airlines đó hồi năm ngoái đó họ tính ra nhẩm nhẩm á một người đi máy bay như vậy họ phải trả hơn so với trước đây á là khoảng bảy đô rưỡi cái tiền hành lý sách tay nghĩa là tính chia đều trung bình ra và họ thu được cái cái lợi nhuận từ cái chuyện mà họ trả cái tiền hành lý sách tay á là trên 1 tỷ 2 đô la ừ. cho một cái cho năm 2021. Thì quý vị để ý trước đây khi mà mình đi mình sẽ thấy thường những máy bay nội địa là cái carry on khi mà nói cái carry on là đương nhiên sách lên máy bay luôn khỏi phải gửi gì hết và nó sẽ luôn ở trong cái tiền vé như vậy cứ đi là một cái người một cái hành lý sách tay đó tức là cái carry on rồi một cái cái túi nhỏ nhỏ nhưng mà bây giờ thì quý vị hãy để ý nha nó sẽ trạc tiền rất là nhiều nhiều hãng máy bay để thẳng ra luôn là quý vị chỉ được mang một cái gọi là cái um, gọi là cái túi cá nhân nhưng mà nói là cái túi đựng vật dụng cá nhân đó đó nó là cái gì thì không hãng máy bay nào <laughs> nó quy định giống nhau hết à, cho nên đó là người ta nói đó là một cái um, giống như là một cái 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 khe hở mà ở bên uh, các hãng hàng không á họ để cho mỗi một cái uh, hãng máy bay họ tự quyết định uh, có chỗ đó thì nói là uh, một cái một um, chỉ được mang lên máy bay một cái túi đựng đồ cá nhân thôi thì họ quy định mình hình dung nó nó rất là nhỏ nó giống như là một cái um, nó nhỏ hơn cái ba lô nữa cái thắt thắt đeo lên nữa thì trong đó có nghĩa là đựng điện thoại đựng được chìa khóa đựng được bóp đựng ừ. được một số ví dụ như là thức uống một số cái thuốc uống rồi vân vân ờ nói là có người họ đó giờ họ mang cái một cái cái laptop mà loại lớn á ừ. laptop lớn họ nói họ thường họ mang lên máy bay là coi như đó là tính là một cái không có tính vô trong cái chuyện mà hành lý sách tay hay là cái túi cá nhân mà họ không có bị trả tiền nhưng mà bây giờ cái ông đó, ông đó ông mang lên thì bị nói là không cái đó họ tính là một cái hành lý phải gửi tại vì nó không đủ để đút vào trong cái chỗ ngồi mà cái để chỗ để chân của mình phía trước á họ quy định là cái hành lý sách tay à, mang lên máy bay được là khi nào quý vị đút gọn nó vô trong đó là mới được còn cái giờ á nhiều cái ghế nó làm hẹp lại nữa nó nhỏ lại nữa cho nên cái đó không đút vô được ông phải trả tiền rồi à, quý vị sẽ để ý thấy á là cái carry-on mang lên nhiều hãng máy bay nó trạc tiền còn cao hơn là cái hành lý ký gửi nữa. Ví dụ như đôi khi mình mua vé mình chỉ được mang lên ở uh, có một cái túi sách nhỏ thôi. Rồi cái hành lý ký gửi đó mà cái đầu tiên ví dụ như là họ trạc 45 đồng, 40 đồng. Nhưng mà cái carry-on nhiều người nó không oh, khỏi gửi, tốn bắt công tốn chúng 40 đồng cái này lên. Đôi khi họ cho mình sách lên luôn free. Nhưng mà đến đó họ họ cân, họ đo lại không được họ cái đó thể để 45 đồng, 50 đồng tùy theo cái chuyến bay nó còn chỗ hay là không. Cho nên là quý vị hãy thật là cẩn thận khi mua vé, đôi khi mình thấy cái vé nó rẻ lắm. Tính ra ở vé khứ hồi có khoảng ví dụ như là một trăm rưỡi đi. Nhưng mà khi mà cộng cái hành lý vô đó, cái carry on cái gì vô á nó cao hơn cái giá của cái vé rất là nhiều. Cho nên là càng ngày thì mọi chuyện nó lại càng tiêu tốn tiền của mình nhiều hơn. Chỉ có hãng Southwest Airlines đó là lúc nào họ cũng cho hai cái hành lý ký gửi tức là mỗi cái 50 pound là miễn phí nhưng mà mình nhìn thì cái giá vé đương nhiên nó sẽ cao hơn những cái hãng khác một chút à, tôi quý vị Ngọc Lan nói về hành lý ký gửi rồi cái carry on là sách tay lên máy bay đó à, cũng có nhiều người người ta làm có con toán người ta nói rằng là lên trên mạng để mình đọc coi là cái hành ký, hành lý được sách tay lên máy bay thì cái 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 chiều cao và chiều sâu cũng như là bề rộng của cái hành lý đó phải là đúng mức quy định là bao nhiêu bao nhiêu thì khi mà mình đi ra mình mua những cái hành lý sắp tay carry on đó ở những cái chợ đó thì có cái nó làm nhỏ ừ. và có cái nó làm vừa đúng cái quy định đó, à, cho nên mình mua cái vừa đúng cái quy định đó đó thì mình đã lực lợi hơn. Chứ nhiều khi đó tôi thấy là lên trên máy bay đó những người mà kéo cái lên trên máy bay lên đều để trên cái khoang ừ. hành lý trên đầu của mình đó nó nhỏ xíu mà mà nói ủa sao uổng như vậy à sao nhỏ xíu à, à. Yeah, họ thấy vừa đủ <laughs> rồi chưa kể đó uh, họ quy định rất là kỹ mà cái này ngọc lan nghĩ bản thân ngọc lan cũng gặp rồi và quý vị có thể cũng sẽ để ý thấy ví dụ như họ chỉ nói là ok mỗi người chỉ được mang họ nhìn là hai cái món đồ để mang lên máy bay ví dụ một cái carry on và một cái cái túi túi to túi nhỏ Vẫn biết mang bên mình nhưng mà người thí dụ như còn xách thêm một cái bịch ví dụ đựng đồ ăn <laughs> là thưa họ tính là ba cái không quý vị làm sao nhét vô xong hai <laughs> cái là hai cái thì lúc đó người ta sẽ thấy là mọi người lúng túng ở nhét chỗ này nhét chỗ kia làm sao đúng hai cái thôi nhiều chỗ nó gắt như vậy ừ. rồi có nhiều người á người ta chỉ thêm ví dụ như đôi khi ba cái lĩnh kỉnh quá rồi lúc bỏ đó túi. không biết làm sao thì thì nếu có áo bỏ túi thì được cho nên mặc những cái áo mà áo khoác nó lớn á. quý vị nhét vô hết trong túi thì cái chuyện đó đi qua cái cái cái, cái lúc mà lên máy bay á thì người ta không có tính thì họ có nhiều cái cách đương nhiên họ cũng chỉ cho hành khách làm sao để thoát ra khỏi cái sự kiểm soát hay là khỏi bị trả tiền ở ngay chỗ mà lúc lên máy bay cái này cũng được, được báo động cách đây một hai năm gì đó à, trước mùa dịch luôn là vậy là ba bốn năm rồi cũng có trường hợp người ta nêu ra người ta nói rằng là các hãng máy bay lợi dụng là cái việc tính tiền để tính tiền hành lý đó, ừ. à, để mà kiếm thêm lợi nhuận cũng có nữa. Cho nên cái đó à, hồi đó người ta có nói rồi nhưng mà không biết là có cái cuộc điều tra gì hay không. Nhưng mà một năm mà được một tỷ mấy? không yeah, một Nhiều hơn chứ. một tỷ hai. Tỷ cái tiền chỉ phạt ừ. à, chỉ chỉ trả tiền đó thôi. À, rồi à, ồ, anh anh trường muốn như vậy đi. thì à, mình sẽ kiếm cách để mình những cái gì mà nó nhét vào túi được mình đúng, cứ nhét vào đúng, đó vậy. vali của mình thì cho nó rộng rộng lại được một chút một xíu hình như ngọc lan cũng đang là kiếm một cái bản tin có liên quan tới vấn đề sở thuế. Dạ, sở thuế nhưng mà cái thuế của ngọc lan đang muốn nói tới là liên quan đến những người nhận tiền tip, à, những người mà làm những cái công việc mà nhận tiền tip, à, nhất là nhân viên phục vụ nhà hàng. Ừ. Tại vì quý vị có trong thời gian qua có nhiều người cứ nói rằng là ờ, chủ lấy hết tiền tip ừ, vân ừ. vân nhưng á, lúc mà mình 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 đi học về kế toán á, mình biết rằng đối với những nhân viên phục vụ nhà hàng nhất nhà hàng mỹ đó người đó không có được trả cái lương minimum wage theo cái cách bình thường là bởi vì họ cộng cái tiền tiếp vào trong đó nữa cho nên cái chuyện mà những nhân viên phục vụ nhà hàng lãnh cái lương ví dụ lương minimum wage ở california là 15 đồng đi người những người đó đôi okay, khi cái lương đó họ có 10 đồng thôi nhưng mà nó là hợp pháp bởi vì cái công việc rồi cái tiền thiếp cộng vô thì sẽ nhân lên là bao nhiêu thì bây giờ bên sở thuế họ đang có một cái um, giống như một cái đề xuất một cái soạn thảo mới về cái chuyện làm sao họ quản lý được cái tiền đó để cho nó không có bị thất thoát nữa uh, cái cách mà quản lý làm sao uh, rồi cái người đó sẽ khai như thế nào uh, họ những cái người làm lao động đó họ kiếm tiền cái tiền thiếp đó đủ để mà cover qua cái tiền mà lương giờ họ không có đủ trả đủ hay là không à, có nhiều cái cách mà họ sẽ đang được đưa ra và họ sẽ chờ để giống như là sẽ lấy ý kiến công khai đương nhiên họ đưa ra cái cái proposal đó cái kế hoạch đó rồi họ phải lấy cái ý kiến của người dân nữa à, có thể là đến tháng năm này thì họ bắt đầu đưa ra để xem là cái nào nó hợp lý rồi cuối cùng nó mới đi đến thành luật. Uh, anh trường cũng sẽ có bản tin liên quan đến thuế nhưng mà mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại